ngôi nhà của Chúa. Lạy Chúa, con yêu mến ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng người vinh quang Chúa. Suy niệm: như vua thánh David, khi cha Giuse và quý chị đã ổn định nơi ăn chốn ở, liền nghĩ ngay đến việc phải xây cho Chúa một ngôi nhà. Vì cha và quý chị xác tín rằng nơi đâu có Chúa ngự trị thì ở đó rạng người vinh quang Chúa, và chúng ta sẽ được hưởng ân huệ dư đầy mọi ngày trong nhà Chúa. Vì thế, từ ngày quý chị được quy tụ thì một năm sau đã có một ngôi nguyện đường bé nhỏ, ấm cúng được dựng nên. Cha con vui sướng vì đêm ngày có Chúa cùng hiện diện, có Chúa cùng tâm sự, lắng nghe và được Chúa hướng dẫn. Có Chúa là có nguồn mạch năng lực sức thiêng cho chị em ra đi thi hành sứ mạng không mệt mỏi, đắc lực hơn. Có Chúa hiện diện, tình cha con, chị em thắt chặt, yêu thương nhau hơn và mái ấm thêm đậm tình yêu thương, cảm thông, tha thứ và nâng đỡ nhau hơn. Có Chúa là có tất cả, tinh thần lẫn vật chất, tiếp thêm can đảm và mọi nhu cầu thiêng liêng cho chúng ta. Bạn nhớ rằng, mỗi người chúng ta là ngôi đền của Chúa. Vậy Chúa và bạn có thường xuyên gặp nhau, ở với nhau và sống với nhau không? Quyết tâm sống. Nhớ Chúa mỗi ngày qua những lời nguyện tắt và luôn giữ lòng sạch tội, xứng đáng là ngôi nhà Chúa yêu thích và hiện diện mãi mãi. Cầu nguyện. Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chị em trong toàn thể hội dòng chúng con, vì nơi nào chúng con hiện diện đều có nhà tạm, đều có nguyện đường của Chúa. Xin cho chúng con ý thức điều đó và siêng năng viếng thánh thể, tâm sự cùng Chúa, lắng nghe Chúa, cùng ở lại với Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Xin cho chúng con biết giữ tâm hồn mình luôn sạch tội và biết tôn trọng đền thánh Chúa nơi chị em, để chúng con cùng giúp nhau nên thánh, cùng chung tay giúp cho hội dòng ngày càng rạng người vinh quang Chúa hơn, để rồi 100 năm sẽ là thời gian ân sủng tràn trào của Chúa cho hội dòng chúng con. Amen. Tình Ngài gọi con, lời yêu thương ngọt ngào say đắm. Tòa muôn tia nắng chiếu rọi vào trái tim. Dấu chân Ngài đi, mang theo bình an với nụ cười. Lòng Chúa sắt son, ban tặng muôn ơn phúc. Trong đời